giám đốc chi nhánh, quản lý showroom, cửa hàng trưởng. Kinh nghiệm điều hành từ mô hình nhỏ đến quy mô 500 nhân viên, 500 tỷ doanh thu mỗi năm. Dù có giỏi, chẳng phải lúc nào giám đốc chi nhánh, quản lý showroom, cửa hàng trưởng cũng được rộng quyền làm những gì mình tin là cần thiết cho chi nhánh, showroom, cửa hàng của mình. Đây là nghề không chết, dạy chết, biết sống. Để thành công, bạn không những phải giỏi về chuyên môn, quản lý, lãnh đạo, sale, marketing, kế toán, mà còn phải nhạy cảm về chính trị tổ chức, organizational, holistic. Bạn đã sẵn sàng năng lực để đối đầu với những thách thức này chưa? Nội dung chương trình: những cái chết trong nghề điều hành chi nhánh, showroom, cửa hàng. Thách thức đối với giám đốc chi nhánh, showroom, cửa hàng. Đo lường năng lực bản thân và kỳ vọng công ty. Cải thiện và nâng cao doanh số của chi nhánh, showroom, cửa hàng. Làm marketing thông minh cho chi nhánh, showroom, cửa hàng. Tạo động lực và lãnh đạo nhân viên chi nhánh, showroom, cửa hàng. Quản lý nhân sự và tổ chức công việc. Quản trị chi phí để tối ưu hóa lợi nhuận. Kế toán và kiểm toán nội bộ tại chi nhánh, showroom, cửa hàng. Chia sẻ và giao lưu với doanh nhân, giám đốc, tiến sĩ, thạc sĩ. Tổ chức ngày 30 tháng 11 năm 2019 tại VCCI Đà Nẵng. Giám đốc chi nhánh, quản lý showroom, cửa hàng trưởng là một chuyên đề thuộc chuỗi chương trình Khát vọng tiên phong Mini MBA GBMC. Certificate được cấp bởi GBMC và VCCI Đà Nẵng.